Giá vàng hôm nay mùng 6 tháng 3 năm 2023, vàng nhẫn cao hơn thế giới 700.000 đồng trên một lượng. Giá vàng trong nước giảm nhẹ, trong khi tốc độ tăng giá của vàng quốc tế nhanh hơn khiến giá vàng nhẫn trong nước chỉ còn cao hơn 700.000 đồng trên lượng. Giá vàng miếng SJC sáng ngày 6 tháng 3 giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vào còn 66,4 triệu đồng trên lượng, bán ra 66,9 triệu đồng trên lượng. Công ty vàng bạc đá quý My Hồng mua vào 66,1 triệu đồng trên lượng, bán ra 66,7 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 có giá 53,4 triệu đồng trên lượng, bán ra 54 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức thấp nhất từ trước đến nay, khoảng 600.000 đồng trên lượng do sức mua trên thị trường khá thấp. Cũng vì mãi lực thị trường vàng thấp nên tốc độ tăng trưởng giá của vàng trong nước không theo kịp giá quốc tế. Kim loại quốc tế tăng gần 40 USD trên ounce, khoảng 1,2 triệu đồng trên lượng. Nhưng trong nước trồi sụt quanh mức vài trăm ngàn. Điều này dẫn đến giá vàng SJC cao hơn mức quốc tế còn 13,4 triệu đồng trên lượng, vàng nữ trang cao hơn 700.000 đồng trên lượng. Giá vàng quốc tế sáng ngày 6 tháng 3 giảm hơn 50 USD trên ounce, xuống còn 1.851 USD trên ounce. Sau 5 tuần giảm liên tiếp, vàng đã có tuần tăng giá vừa qua. Kim loại quý biến động trước những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell. Trong tuần này, ông Jerome Powell sẽ phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện trong một sự kiện nửa năm một lần. Một loạt các sự kiện liên tiếp sẽ tác động tới hướng đi của vàng trong tuần này. Ngoài ra, một số thông tin dữ liệu kinh tế dự kiến sẽ tác động đến giá vàng, cụ thể số lượng việc làm, chỉ số CPI và PPI. Những chỉ số này được Fed sử dụng để quyết định việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, vàng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu trên, nếu những con số này tốt lên, vàng khó có thể tăng cao. Giá vàng tuần này được dự báo tăng. Kim loại quý đã bắt đầu chuỗi ngày 5 tuần liên tiếp và kết thúc trên mức 1.850 USD trên ounce. Giới đầu tư giữ tâm lý lạc quan rằng giá sẽ tăng tiếp tục trong tuần này. Vàng được dự báo tiếp tục sẽ tăng giá kết thúc tuần vừa rồi ngày 27 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở mức 66,1 đến 66,8 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 700.000 đồng trên lượng. Sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kisco ở mức 1.851,8 USD trên ounce, giảm nhẹ 4 USD so với giá đóng cửa tuần trước. Tuần qua, kim loại quý đã tăng hơn 2% và ngắt chuỗi giảm giá 5 tuần liên tiếp. Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa các giá vàng trong nước và ngoài thế giới thì là 14,4 triệu đồng trên lượng. Về triển vọng giá vàng tuần này, trong 19 nhà phân tích phố Warren tham gia khảo sát trên Kisco News, có 13 người tức 68% lạc quan cho rằng giá sẽ tăng, chỉ 1% nhà phân tích cho rằng giá sẽ giảm và 5 người là 26% cho rằng giá sẽ đi ngang. Trong khi đó, 254 trong tổng số 495 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát trực tuyến, tương đương 51% kỳ vọng vàng sẽ tăng, 145 người chiếm 29% cho rằng giá sẽ giảm và 96 người chiếm 19% đưa ra ý kiến trung lập. Ông Oli Hansin, giám đốc bộ phận kinh doanh vàng của Sasbank, ngân hàng chuyên đầu tư trực tuyến, nhận định về đồng USD yếu đang giúp giá vàng tăng mạnh trở lại. Vị này cho rằng giá vàng cần vượt ở mức 1.885 USD trên ounce, thậm chí là 1.900 USD trên ounce mới thực sự thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Chiến lược gia trưởng Bas Milek của TD Security, một ngân hàng đầu tư nói rằng cho rằng vàng có thể sẽ duy trì trong mức khoảng từ 1.830 đến 1.850 USD trên ounce trong tuần này. Theo ông, với việc kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, tiêu thụ vàng có thể tiếp tục tăng mạnh do mọi người cũng mua kim loại này trong phòng ngừa lạm phát. Còn ông Max Chandler, giám đốc điều hành tại Ben Osborne Golden Forex, công ty chuyên về tư vấn tiền tệ, nhận định giá vàng đang tạo ra cơ hội mua vào. Ông dự đoán các mốc giá cho vàng thời gian tới sẽ là 1.865 USD trên ounce và sau đó là 1.882 USD trên ounce. USD có thể giảm tiếp, trong khi giá vàng phục hồi thì USD Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn, khác lại có xu hướng giảm, hiện đạt là 104,5 điểm, chưa có bứt phá so với tuần trước.
Ngân hàng Nhà nước liên kết kết thúc tuần vừa rồi niêm yết tỷ giá trung tâm tại 23,637 đồng trên USD, giảm thêm 1 đồng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 25,054 đồng trên USD và giá sàn là 22,456 đồng trên USD. Còn tại ngân hàng thương mại, giá USD không thay đổi nhiều so với hôm qua, tăng khoảng 10 đến 20 đồng mỗi chiều. Một vài ngân hàng giữ nguyên mức niêm yết. Tuần trước, một số các ngân hàng niêm yết giá bán tiệm cận 24.000 đồng trên USD, sau giảm về mức như hiện tại. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở mức 23,520 đến 23.890 đồng USD mua vào và bán ra. Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng xanh bạc ở mức 23,490 đến 23,870 đồng USD mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300 đến 500 ngàn đồng. Trên thị trường tự do, USD được giao dịch tại vùng giá là 23,730 đến 23,780 đồng USD mua vào và bán ra, tăng 15 đồng mỗi chiều so với trước đó, chênh lệch giữa hai chiều là 50 đồng.